Chào bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Mai Nguyên. Mình tên là Hải và mình đã trở lại với kênh YouTube của Mai Nguyên rồi đây. Trên tay của mình hiện giờ đang là một cái chiếc iPad Pro 10.5 inch, nhưng nó sẽ không phải là nhân vật chính của ngày hôm nay, cũng không phải là cái chiếc bao da sen này. Có lẽ các bạn đọc tiêu đề và các bạn cũng đã biết đây là cái nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, một cái chiếc túi, nói đúng hơn là một chiếc túi đeo chéo, nó có tên là TomTok New Function Shoulder, cho cái chiếc iPad, kể cả iPad 10.5, iPad 9.7, nhưng mà không phải cho iPad 12.9, bởi vì cái chiếc iPad 12.9 thì nó hơi lớn so với chiếc túi này. Thì đây là một cái chiếc túi tới từ hãng TomTok, một cái hãng tới từ Mỹ, nó có tuổi đời khá là trẻ thôi, nhưng mà đây là một trong những hãng sản xuất ba lô, túi và phụ kiện cho cái hãng Apple, có thể nói là rất thành công và đang rất thịnh hành ở Mỹ, một cái hãng sản xuất tầm trung thôi, không phải là cao cấp nhưng mà được rất nhiều người dân Mỹ ưa chuộng. Thì bây giờ Mai Nguyên sẽ có video giới thiệu về cái chiếc túi này cho các bạn. Rồi thì nhìn sơ qua đầu tiên, ở mặt trước của chiếc túi này á, các bạn có thể thấy là nó được hoàn thiện từ vải. Nó sẽ có hai cái phiên bản màu, một cái phiên bản màu sậm hơn, nó hơi ngả về phía màu đen và màu xanh đen một tí xíu. Cái phiên bản còn lại, cái phiên bản trên tay của mình, nó hơi có màu xám, màu ghi. Ở đằng trước chúng ta sẽ thấy cái logo TomTok màu quen thuộc. Thì cái logo này được làm bằng da và được đính vào đây bởi cái đường chỉ khâu màu nâu, trùng màu, nó cũng khá là đẹp. Mình hay nói vui là cái chiếc ba lô này nó giống cái mũi con heo. Túi này nó sẽ được chia làm hai ngang, một cái ngang chính ở đây, nhưng mà mình hãy khoan nói tới cái ngang chính, mình sẽ nói tới cái ngang nhỏ trước. Thì cái ngang nhỏ này nó cũng được làm rất là đơn giản. Ở bên trong các bạn có thể thấy là nó được làm một cái dạng vải, nó hơi giống giống về vải dù, nhưng mà nó thân thiện với da tay mình hơn, và nó làm những cái sọc sọc màu xám này khá là đẹp. Ở đây á, thì chúng ta sẽ có một cái ngang nữa, các bạn có thể để một cây bút vô, hoặc là nếu như mình á, mình có thể để một cái con dao vô, nó khá là thuận tiện như thế này đó đó, rất là đơn giản đó. Cái ngang này thì nó không quá là rộng, bởi vì cái chiếc túi này nó hướng tới cái sự nhỏ gọn, cho nên là các bạn thấy là cái ngang này chúng ta có thể để ví, để điện thoại, để pin sạc dự phòng, hoặc là để cái cục sạc cho chính cái chiếc iPad này, rất là hợp lý. Rồi quay trở lại với ngang chính thì đây là cái chiếc dây đeo của nó. Mình chưa có tháo cái chiếc dây đeo ra. Mình sẽ giới thiệu cái ngang chính trước. Thì cái chất liệu vẫn là cái chất liệu giống như ở cái ngang phụ. Các bạn có thể thấy là nó sần và nó rất là mịn so với cái da tay của mình. Nhưng mà có một điều mình phải lưu ý là Nhưng có một điều mình phải lưu ý là cái lớp đệm của nó được làm dày hơn, và nó sẽ bảo vệ cho cái chiếc iPad của bạn rất là an toàn khi mà mình nhét vào như thế này. Nó dày một lên một cụm như thế này khoảng độ 2 cm, và rất là an toàn cho cái chiếc iPad của bạn, kể cả sau đó mình có bỏ vào trong một cái bao da đó, để mình bỏ vào cái bao da và mình nhét vào đây thì nó vẫn rất là vừa vặn và rất là thoải mái. Các bạn có thể xem nó được bao bởi những cái miếng đệm xung quanh, và cái miếng đệm chính giữa này khiến cho khi mà cái chiếc túi này á, nếu nó lỡ may mà nó rơi xuống đất á, thì cái chiếc iPad của bạn bên trong vẫn rất là an toàn. Và nếu các bạn quan tâm tới cái sản phẩm này thì các bạn có thể lên website mainnguyen.vn để xem thêm về nó. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.